mình cho mọi người, mình cũng cảm ơn mình nha. Em biết tình hình đời người này thấy rồi. Người ta chỉ ngẩn đến mùi xìa. Mình đi 26 à không? Đi 26 dương nữa nhỉ? 25 à? Đi 25 à? Ngày làm năm ngày mà tháng này là 31 ngày là 6 ngày. 6 ngày với lại 10 ngày. Hơn 2 tuần nữa mình mới được lên lương. Mới lên lương được 2 tuần. Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc đâu ấy người ơi, tình yêu là gì, một ngày cho em lấy tiền cho Phương ở đây cũng chào một cái nhỉ. Đang ướt này, chỗ này bên đây là ướt. Màu hồng, màu lộn, có mấy mê bông màu trắng ở đây. Nhưng người đang tôi cắm một loại trong đây rồi. Cơm này con Hoàng Hường mới mua một cái căn nhà 135 tỷ. Thank you.
tổng phân số khu B nên đó là thằng Khoa. Mới xài cái cổ mới đẹp chứ. Mới xài cái một tôi mua một chào về nha anh. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa rồi nhá mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của chúng mình. Bye bye.